Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Những thông tin về kinh tế hợp tác, thu hút đầu tư, tình hình xuất nhập khẩu sẽ có trong bản tin trưa nay. Mời quý vị chú ý theo dõi. Thưa quý vị, theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong năm 2021 này sẽ thành lập mới 17 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác, phấn đấu tăng thành viên hợp tác xã lên 9.713 người, tổ hợp tác lên 12.290 người. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Bình Phước đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ ngành liên quan hỗ trợ 72 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn vốn trung ương để tỉnh hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong năm 2021 này. Số kinh phí này sẽ sử dụng vào việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Theo kế hoạch, dự kiến sẽ có trên 1.300 thành viên hợp tác xã được bồi dưỡng, 13 hợp tác xã được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, 10 hợp tác xã được hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, 7 hợp tác xã được tiếp cận vốn hỗ trợ với tổng vốn được vay là 10 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ các quốc gia thành viên CPTPP trong 2 năm 2019-2020 đạt gần 21,3 tỷ đô la Mỹ. Singapore và Nhật Bản là những quốc gia đầu tư lớn nhất. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả thu hút FDI từ khối CPTPP trong năm 2020 đã khả quan hơn, đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4%. CPTPP và các FTA đang tạo ra sức hấp dẫn riêng của Việt Nam trong thu hút nguồn vốn FDI chuyển dịch từ Trung Quốc dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19. Như vậy, sau 2 năm thực hiện FTA thế hệ mới, lượng vốn FDI từ khối này vào Việt Nam đạt gần 21,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó vốn từ Singapore đạt gần 13,5 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến Nhật Bản 6,5 tỷ đô la Mỹ. Cùng với thu hút đầu tư, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong quý 1 đã tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số đáng mừng đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức đến từ hoạt động thương mại trong nước và quốc tế. Nếu như năm 2020 được coi là năm đầy rẫy những khó khăn thách thức với ngành da giày, thì đầu năm nay ngành này đã vượt sóng. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 ước đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu và sự tăng trưởng thị trường của từng ngành cũng đã cho thấy rõ hơn về bức tranh xuất khẩu thời gian tới. Hàng điện tử, hàng điện gia dụng và đồ gỗ nội thất là những mặt hàng mà đang được hưởng lợi cũng như là có cái tác động tương đối tích cực do cái việc là nhu cầu tăng cao ở các thị trường khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên những ngành hàng như là dệt may và da giày thì có thể nói là cái khó khăn cũng vẫn còn rất là lớn. Các chuyên gia cho rằng vẫn có triển vọng tích cực nhờ các hiệp định thương mại thế hệ mới với ưu đãi về thuế quan và các điều kiện tiếp cận thị trường. Đây sẽ là cơ hội để xuất khẩu hàng hóa trong nước tiếp tục tăng trưởng. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 23 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Theo đó, các sản phẩm rượu và thuốc lá nhập khẩu hay sản xuất tiêu thụ trong nước phải được dán tem điện tử theo quy định. Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin dữ liệu điện tử được tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước. Giá lúa gạo ghi nhận mức giảm nhẹ từ 50 đến 100 đồng một kg. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu cũng tiếp tục giảm thêm 5 đô la Mỹ một tấn. Cụ thể, IR50404 6.200 đồng đến 6.300 đồng một kg. OM9577, OM9582 6.300 đến 6.350 đồng một kg. Một số giống lúa khác sau khi điều chỉnh giảm trong tuần hiện giữ giá ổn định gồm nếp vỏ tươi 5.000 đến 5.300 đồng một kg, đài thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một kg. Với giá gạo hôm nay giữ giá ổn định, gạo thường giữ ở mức 10.500 đến 11.500 đồng một kg, gạo nàng nhen 16.000 đồng một kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng một kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một kg. Theo các thương lái, hiện do cuối vụ thu hoạch, chất lượng lúa kém nên nhu cầu mua chậm dẫn đến tình trạng thương lái bỏ cọc nhiều. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sắc màu kinh tế trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.